Quý vị đang theo dõi bản tin giá vàng và ngoại tệ được phát sóng hàng ngày trên laodong.vn. Thưa quý vị, tính đến 8 giờ sáng nay, giá vàng thế giới đạt mức 2.428,97 đô la Mỹ trên một ounce. Sau một tuần vắng bóng các dữ liệu kinh tế quan trọng, thị trường vàng thế giới trong tuần này sẽ đón nhận một loạt thông tin có thể tác động đến hướng đi của kim loại quý này trong ngắn hạn. Trong đó có chỉ số giá sản xuất, chỉ số giá tiêu dùng, doanh số bán lẻ trong tháng 7 của Mỹ và đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và số nhà khởi công và giấy phép xây dựng của Mỹ trong tháng 7. Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy hầu hết các chuyên gia trong ngành đều dự đoán giá vàng sẽ đi ngang vào tuần này, trong khi phần lớn các nhà giao dịch bán lẻ kỳ vọng kim loại màu vàng sẽ tăng. Quay lại thị trường trong nước, hiện tại giá vàng các thương hiệu đang được niêm yết cụ thể như sau. Vàng miếng SJC được các ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank và các công ty vàng bạc đá quý bán ra ở mức 78,5 triệu đồng một lượng. Ở chiều mua, giá vàng hầu hết các thương hiệu neo ở mức 76,5 triệu đồng một lượng. Riêng vàng thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý SJC đang cao hơn 100.000 đồng so với các thương hiệu khác. Đối với vàng nhẫn, Doji tại thị trường Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh duy trì giá vàng nhẫn ở mốc 76,35 triệu đồng một lượng mua vào và 77,6 triệu đồng một lượng bán ra. Giá mua và giá bán vàng nhẫn thương hiệu PNG neo ở mức 76,3 triệu đồng một lượng và 77,59 triệu đồng một lượng. Dưới đây là thông tin chi tiết. Chuyển sang thông tin về giá ngoại tệ, trong phiên giao dịch sáng nay, chỉ số đô la Mỹ Index đứng ở mức 103,15 điểm. Sau một đợt tăng giá mạnh trong 4 tuần liên tiếp, đồng yên Nhật đã giảm so với đồng đô la Mỹ vào tuần trước. Đồng yên tăng vọt lên mức cao 141,70 so với đồng bạc xanh vào tuần trước và sau đó đảo chiều giảm. Còn đối với đồng euro, chỉ mức giảm xuống 1,0881 vào giữa tuần. Đồng euro nhìn chung vẫn ổn định trên mốc 1,09 trong suốt cả tuần. Dưới đây là thông tin chi tiết. Thông tin trên đã khép lại bản tin giá vàng và ngoại tệ hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Hành trình theo đuổi ước mơ cần nhiều nỗ lực và kiên trì. Tiếp năng lượng bứt phá thành number one. Xé nhãn trúng ngay giải nhất đến 500 triệu đồng cùng bạn chinh phục ước mơ.